Đây là cảnh cái trên tháp quan sát nha, cái đài quan sát nha các bạn. Du khách lên cái đài quan sát này thì ngắm đàn cò về đậu trên những đọt cây. Khoảng 5 giờ chiều là cò bắt đầu mới về các bạn. Giờ này thì còn sớm. Còn sớm nhưng mà cò cũng rất là đông. Cò này hồi xưa nó về nó ở nè, cái ông chủ đất ông thấy vậy ông để luôn, ông để ông làm du lịch luôn. Trời trong xanh, lớp đôi hàng.
quen biết gì với một cái city tì, cái city tì. Oh oh, it's me. Đây, mình đi tham quan vườn cò Bằng Lăng nha các bạn. Cho gỡ cái nón luôn được không ơi? Cò nó bay kìa, 20.000 một vé. Giờ 5 giờ chiều nó về, nó đi đàn đàn đẹp quá ha. Thì nó đi ăn phải chiều nó mới về, ngủ sáng rồi nó đi sớm, sáng rồi sáu bây giờ rồi nó đi rồi. Đi mấy cánh đồng này nè mọi người. Có cò lá không? Có cò me nữa nha. Cò me nó khác cò này á. Cò me nó ốm mà nó cao hơn, mà lông nó lù xù. Nó đẻ con ấy, nó nở ra cái con còn nhỏ đó. Nó chưa nói tập bay sáng nó rớt ra là người ta đi vòng vòng mấy vườn người ta lụm, còn lụm tao bán cho mấy người nhậu nè, rồi tao bỏ mối cho mấy cái nhà hàng rồi đó. Cái đám vườn này khoảng 10 mấy ngàn mét vuông nè, khoảng mẫu mấy à, thấy đâu có lớn đâu, về hết rồi. Cắt cái chồi phải lên được cành nữa ha.
buổi chiều không? Ôi quá trời cò kìa. Cò trắng luôn. Bên đây có quăng giỏng nè. Ôi vô đi. Hả? Này mua Sài Gòn ở đâu cũng có bán nè. Nè. Bên đây ngắm nè. Đi ra cái giỏng nằm đi. Ngủ ra cái. Không có thì vô đây nằm đợi đi. Nghe rồi nè. Nghỉ ngơi chút đi. Ôi, à. Vô khúc nữa hết rồi. Vậy thôi á. Họ làm tẩu lên cây bụi tre chút quá trời rồi nè. Nó đậu trắng trắng kìa. Đó, cái tổ làm con đậu trắng trắng. Nay dắt bà xã đi tham quan vườn cò. Vườn cò Mằng Lăng nha các bạn. Ê để từ từ con cò nó nghĩa gì nào. Thấy cò. Vườn cò Mằng Lăng, Nguyễn Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Chiều chiều là cò nó bay về. Giờ này mới có 2 giờ mấy chiều. Có cò anh đậu các bạn. Chim cò. Cò thì nó thích sống những cái bụi tre nha các bạn. Nó làm tổ trên cái mấy cái đọt tre. Những cái tán tre tha mấy cái lá là nó làm tổ. Hết rồi hả? Có trời bị sập rồi. Năm giờ đến sáu giờ. Bay thấy bự ha. Đó rồi.